Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Đất Đỏ vừa tổ chức cuộc họp thông qua các nội dung chương trình tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Đất Đỏ khóa 3 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 20 và 21 tháng 7. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban của Hội đồng Nhân dân và các cơ quan tư pháp, đồng thời xem xét thông qua 7 nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách huyện năm 2022 và thông qua 5 tờ trình về lĩnh vực tài chính, đầu tư công năm 2023. Chuẩn bị cho kỳ họp này, các đại biểu đã trao đổi, tham gia đóng góp các ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời bổ sung thêm một số nội dung quan trọng để các ngành hoàn thiện báo cáo trình kỳ họp.